Hello, các bạn có thấy là không khí mua sắm bên trong nhộn nhịp không? Và Louis Vuitton chính là địa điểm mua sắm lần này của tụi Hằng. Ở đây thì Hằng thấy là có một chiếc clutch rất là xinh luôn, nhỏ hơn cái bàn tay của mình á, dài bằng cái ngón tay thôi. Còn đây là đôi giày khá là hot cho những ai mà yêu thích thương hiệu LV. Thôi không vòng vo nữa, Hằng sẽ tập trung vào những món cần mua. Đó chính là cái túi cosmetic pouch. Và Hằng sẽ cầm thử lên tay nè. Cô nàng đi chung của Hằng thì đang nhìn ngắm những cái dây thắt lưng. Cái này nhỏ nhỏ xinh xinh phù hợp với vóc dáng của bé ấy. Ở đây thì có rất là nhiều dây thắt lưng từ nhỏ cho đến lớn, tha hồ mà lựa chọn. Trong lúc mà đợi nàng ấy thử dây thắt lưng thì Hằng sẽ nói một chút về thương hiệu. Louis Vuitton dẫn đầu thương hiệu về lĩnh vực thời trang cao cấp, định giá gấp đôi thương hiệu Gucci vào năm 2019. Các dòng sản phẩm của Louis Vuitton đều được làm bằng tay và chất liệu cao cấp từ vải canvas chống thấm và không bắt lửa. Và tụi Hằng lướt nhẹ một chút qua những món trang sức. Ồ, bạn thấy là có cái đôi bông tai này khá là xinh nè. Với hai bên là hoàn toàn khác nhau luôn. Một bên là cái chữ Louis Vuitton và một bên là hình cái hoa đại diện cho thương hiệu. Và bây giờ thì Hằng cũng sẽ đeo thử vào để xem là đôi bông tai nó đi với gương mặt mình như thế nào. Đôi bông tai với mức giá là gần 400 đô la Mỹ thì cũng ok với thương hiệu đúng không? Và bây giờ mình xem thử nha. Bỏ khẩu trang ra. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Và bây giờ thì tụi Hằng cùng đi ra check out với những món đồ rất là dễ thương và ưng ý. Thì như các bạn đã biết thì ai mà theo dõi video của Hằng thì Hằng cách đây một năm có mua cái túi mà cảm thấy nó hối hận gần 50 triệu. Nhưng mà không, sau khi mua nó thì Hằng cảm thấy là Hằng một cái bước nấc thang đầu tiên để mua thêm những cái món LV nữa. Và Hằng đã mua ba món, thì trong ba món đó thì có một món Hằng tặng cho người thân, cho nên Hằng đã đưa cho người ấy rồi. Nhưng mà nhờ Hằng mua cái món quà mà cái đôi bông tai tặng cho người thân đó, Hằng đã có nảy sinh một cái idea rất là hay. Nhưng mà thôi từ từ nha. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái hộp này. Ở đây là cái dây thắt lưng của cô bé dễ thương đi mua với Hằng, và Hằng đã mượn bé ấy để có thể là cho các bạn coi rõ hơn. Mình để qua một bên đi. Rồi, đây là hai cái hộp. Hai cái hộp rất là sang chảnh. Đây. Ở Hằng để nó bị nhăn á. Ở Louis Vuitton thì nó rất là lịch sự, mỗi lần mà mình mua receipt thì nó sẽ cho mình cho một cái thiệp của Hằng cho các bạn coi là tổng cái giá tiền hôm bữa Hằng đi mua là bao nhiêu. 1.305 cộng lương thuế. Rồi, bảo vào đây. Thôi đầu tiên Hằng sẽ mở cái này. Cái này chính là cái mà Hằng nói với các bạn là khi mà Hằng mua đôi bông tai tặng cho chị của Hằng thì Hằng nảy sinh một cái idea rất là thú vị. Rồi mở đây nha. Cộng dây của một bên. Đây nó có thêm một cái miếng dài nhỏ mình kéo ra. Rồi, họ bỏ vô đây nha. Đó chính là keychain. Đây. Khi mà mua thằng cảm thấy rất là dễ thương. Giá của nó để Hằng xem là bao nhiêu. Giá của cái keychain này là rồi 10 triệu cái móc khóa, móc gắn chìa khóa. Nhưng mà bên trong nè, Hằng sẽ cho các bạn thấy là cái móc gắn chìa khóa này nó đơn giản nhưng mà nó rất là tiện. Đầu tiên là một cái logo của LV, và cái này Hằng sẽ lấy ra làm bông tai. Nhưng mà chưa đâu, cái này là để mình móc vô cái chìa khóa của mình. Và khi á, mà các bạn nhìn kỹ nè, nó sẽ có cái chữ Louis Vuitton, thấy không? Rất là đẹp. Rồi còn cái này á, nó cũng có cái nhãn hiệu của nó, thương hiệu của nó. Và để mà khi mà mình có chìa khóa đúng không, mình sẽ móc vào cái dây thắt lưng hoặc là mình móc vào cái túi có sẵn của mình như thế này, rất là gọn. Và với bên trong thì thấy nó ưng ý hơn là gì, đó chính là nó matching với cái túi của Hằng.
màu hồng. Và ở trong đây mình cũng có thể là để những cái miếng giấy nhỏ nhỏ, là tiền xu, hay là nhiều khi mình đeo cái tay phone mà nhỏ nhỏ đó mà mình không muốn nó bị rơi rớt, mình có thể nhét vào đây. Đây, rất là dễ thương. Bây giờ sẽ gắn vào đây. Đó, và tiếp tục cái món thứ hai mà Hằng mua. Trị giá của nó là 475 đồng. Này, Louis Vuitton. Mở hộp vào một bên. Giờ sẽ xé cái tờ giấy này ra nha. À, đó chính là cosmetic bag. Khi mà Hằng xài cái này nè, thì Hằng cảm thấy một cái sự bất tiện, đó chính là đồ đạc mình bỏ vào đây rất là lung tung. Hằng sẽ cho các bạn coi. Thì khi mà mình có một cái túi á như vậy nè, rất là bất tiện, rất là nhiều đồ ở trong đây. Và khi mà mình có một cái túi nhỏ đó, thì mỗi lần mình muốn lấy đồ mình chỉ cần lấy cái túi này ra. Tuy nhiên cái túi này mình có thể biến tấu thành một cái túi đeo chéo nhỏ. Và Hằng sẽ hẹn các bạn ở cái dịp lúc sau làm cái túi đeo chéo và cái bông tai. Tuy nhiên ở đây thì Hằng sẽ cho các bạn thấy là mình sẽ đựng được những cái gì nha. Khi mà mua đó thì theo Hằng được biết thì không cần thiết là mình phải matching cái phần kẻ vuông hay là cái phần logo. Mình có thể là hai cái để mà mình có thể có hai cái style khác nhau. Ở trong đây thì Hằng có thể đựng những cái cần thiết, ví dụ như là, và nó có thể đứng được nè, rất là tiện. Ví dụ như là một cái bóng mi. Bỏ mấy cái code ra nha. Son dưỡng môi, kẹo hay chewing gum. Và cái hộp nhỏ nữa, hộp nhỏ này Hằng đựng kẹp tăm hay là kim chỉ gì đó. Mình có thể là những cái vật dụng mà mình cần lúc mà cấp bách. Rồi hand cream, chỉ nha khoa, nước hoa bỏ túi, hay là một cái khẩu trang, tại vì dưới lúc nào cũng phải cần khẩu trang. Một cái kem dưỡng ẩm, nước rửa tay, rồi như là một cái kẹp tóc hay là một phụ kiện gì đó. Hằng sợ nó tràn thì bỏ ngăn thứ hai, bên đây nó có một cái ngăn nhỏ bên trong. Son môi đó, các bạn thấy để được nhiều ghê không, làm cho cái túi mình rất là gọn. Một cái hũ nhỏ mình đựng những cái vật linh tinh mà mình sợ nó rơi rớt. Rồi mascara, sau đó mình sẽ đóng lại, bởi vì Hằng thấy là nó dựng lên được á, cho nên là nó có rất là nhiều cái không gian bên trong. Sau đó mình sẽ đóng lại. Sau khi mà đóng lại á thì các bạn thấy cái form dán không? Rồi bây giờ Hằng sẽ bỏ vào trong nha. Và thế là mình đã có 2 trong 1, rất là gọn. À, và trong cái bóp nhỏ thì nó sẽ có những cái số, những cái mã riêng của nó là đây. Các bạn sẽ không có sợ đồ giả hay là gì hết. Mình có thể giữ lại, đổi trả thì cũng nhớ giữ lại những cái này. Xong, đây là những gì Hằng mua trong cái đợt shopping. Và với cái món này thì Hằng thấy hiện tại Hằng chưa cần, nhưng mà với cái sản phẩm lần này của LV thì Hằng thấy rất là tiện. Đó chính là cái bell. Và cô bé này không phải của Hằng nha, của cô bé đi chung. Với cái này á, Hằng sẽ show cho các bạn thấy là tại sao nó lại đẹp. Đầu tiên là nó sáng nè ha. Mà những ai mà eo nhỏ thì khi mà về mình phải bấm thêm lỗ. Đây, một kiểu. Còn một cái cách nữa mình thay đổi màu cái này, đó là mình sẽ quay cái da lại, bởi vì nó có hai mặt. Những ai mà ngại cái việc là quá là nhiều, vừa dây da rồi vừa logo, thì mình chỉ cần quay lại thôi, nó sẽ đơn giản hơn. Những ai mà mang đầm hay là thích cái sự tối giản, rất là phù hợp. Đó, những sản phẩm tụi Hằng đi shopping, vừa mới shopping luôn và khoe cho các bạn. Và vừa rồi Hằng đã cho các bạn xem những sản phẩm mà tụi Hằng vừa mới đi mua. Hy vọng là sau video này các bạn sẽ bấm nút subscribe cho Hằng ở bên đây.
Và hãy nhớ đón xem video tiếp theo để Hằng biến tấu cái này trở thành một cái chiếc bông tai và thành một cái túi xách. Bye bye.